anh phim lập lên cho tới nay. Mỗi tổ cơ hữu ba đạo mô bạc các kiểu, nói không giới hạn, kỷ luật, công bằng, khiêm tốn, thân thà dũng cảm. Gặp đối thủ yếu không khinh, chẳng AFK khi đối thủ mạnh. Anh em trong làn có vàng thì tặng vàng, có thẻ thứ tướng thì tặng thẻ thứ tướng. Học hỏi người giỏi gánh tìm kéo răng cho kẻ yếu. Tinh thần của bà sáng rực như ánh bình minh, nhưng có tốt thì cũng có xấu. Kẻ trầu óc cho mau gạt cứ sinh sôi như điêu thuyền rừng trứng, đưa dành lẽ nước cả rừng nước cướp buồn dưới hoài không bỏ. Như trận tử thủ đối phương ăn buồn khỉ đột, tim nhà ôm trụ méo hiểu sao vẫn có thằng ngáo đá lao ra. Như trận tấn công cơ bắp cuối đẩy sập nhà, hai bà đứa lại tê lê về thành hồi máu. Tên như kim trong trận đấu khuya qua, đấu chưa được 3 phút mà đã phít sáu mạng cho đối phương rồi. Về lét game lại còn ôm lên một mình khư khư đẩy trụ. Hà là người không có kỹ năng tim còn gánh. Đằng này mới chữ có mấy cầu, đã dần lấy nỗi máu cho qua việc rồi.